nhằm tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dạy trên địa bàn tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác phòng chống bệnh dạy theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ. ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị sở y tế chủ động giám sát chặt chẽ các trường hợp phơi nhiễm nghi phơi nhiễm virus giải để hướng dẫn tiêm phòng theo hướng dẫn của bộ y tế và kịp thời xử lý ổ dịch tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát công tác tiêm phòng vaccine dại và huyết thanh kháng dại cho người, tăng cường công tác phối hợp liên ngành y tế và thú y để giám sát phát hiện sớm các trường hợp bị động vật nghi dại cắn. Cùng với đó đảm bảo đủ và tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với vaccine phòng dại, huyết thanh kháng dại, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao đồng thời phối hợp với các sở ngành địa phương tăng cường tuyên truyền cho người dân biết và hiểu rõ sự nguy hiểm của bệnh dạy giám sát tình hình dịch bệnh dạy trên người trên động vật để triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dạy kịp thời hiệu quả